Cái vòi chạy ra to, tôi sẽ dùng miếng mút này để nắp lại và sau đó đổ nước vào chai nhựa. Sau đó khóa nắp lại thật chắc và tôi mở vòi. Vâng, hệ thống đang hoạt động, nhìn cũng rất là vui mắt và thú vị. Vâng, chào tất cả các bạn có khỏe không? Mình vẫn trụ khỏe trụ không các bạn ạ. Vâng, hôm nay tình cờ đi ngang quán bán cá này vào xem thấy những củ cá thủy sinh rất đẹp. Ok, mình sẽ mua một số con về nuôi. Vâng, mình đã bắt được 6 con cá thủy sinh này. Bỏ vào bao ni lông em về. Vâng, cá cũng đã có nhưng hồ nuôi chưa có. Lúc sơ vừa, mình sẽ lượm cái trái nhựa bọ này vào làm bể nuôi cá. Mình sẽ dùng xà phòng rửa sạch cái chai nhựa này. Vâng, rửa phía trong và phía ngoài cho sạch. Sau khi rửa cái bên cũng rất là sạch và bóng. Ok, tôi sẽ dùng bật lửa hơ nóng một cái thanh dao này, xong rồi rọc đường, xong rồi dùng kẹo cắt theo hình này. Vâng, vậy là tôi đã có một cái bể nuôi cá. Tôi sẽ dùng ống nhựa điện này làm dấu và cắt hai ra làm hai cái giá đỡ cho cái bể cá bằng cái nhựa đây. Tôi sẽ dùng kem nến chạm vào. Vâng, sau khi xong tôi đã có một cái bể nuôi cá bằng chai nhựa. Để thú vị hơn, tôi sẽ làm một hệ thống nước chạy mãi mãi cho cái bể cá này, một cái vòi thật là to. Vâng, tôi sẽ dùng to. Sau đó tôi sẽ dùng kem nến dạng vào. Ok, đảm bảo nước và không xì ra ngoài. Tôi sẽ dùng kem nến bôi ở đáy chai nhựa và dạng trên thân bể cá bằng chai nhựa to kia. Vâng, tôi sẽ dùi ở gần trên đầu này một lỗ để làm lỗ hút vào, và dưới này cũng vậy một lỗ để hút vào. Tôi sẽ cắt cái ống hút này và để làm vòi hút vào. Ống hút nó bị ngắn, tôi sẽ nối như thế này. Tôi sẽ đo cho nó bằng, sau đó tôi sẽ ra, sau đó tôi sẽ xẻ thêm một tí nữa, sau đó xỏ cái ống nó vào và dùng keo nến dán lại đảm bảo nước không xì ra ngoài. Ok, tôi sẽ bôi và dán vào trong hệ thống nước chạy máy kia. Tôi sẽ gắn vào. Ok, tôi sẽ dùng hai ống này cắt bỏ các đôi ra và làm một cái trống trống để tỉ bỏ vào hệ thống hoạt động trong trọng quay, nhìn cho thú vị. Vâng, tôi sẽ cắt như thế này và dán vào. Ok, tôi sẽ bôi keo nến vào và dán những cái ống hút này lại như thế này thành khuôn ngôi sao. Sau đó tôi sẽ dùng keo nến chỉnh trọng lại cho thật chắc và dùng kéo các đều tạm cạnh như thế này. Vâng, sau đó tôi sẽ hớt nóng thanh thép và nhìn chỉnh tâm dù cho nó một lỗ làm trục quay như thế này. Ok, nó đã quay. Tôi sẽ dùng sơn đen xịt cho nó nhìn nó thêm đẹp mắt. Rồi, ok, trời cũng rất là nắng, tôi sẽ móc phơi ở đây cho mau khô. Vâng, sau khi khô tôi sẽ dùng kem nến dẫn vào một cái giá đỡ này, dẫn kéo nến hai đầu, sau đó dán vào thân bể cá vừa mới làm xong. Ok, tôi sẽ dùng đá và hoa và cây nhựa giả trang trí cho thêm sinh động. Ok, nhìn cây nhựa dừa nhỏ chiều cũng rất là đẹp, là được làm bằng nhựa. Vâng, hệ thống sau khi làm xong nhìn cũng tôi sẽ đổ nước vào
đổ những chú cá yêu quý của mình vào nuôi. Nhẹ nhàng đổ nó vào. Thả ít rong đuôi chuồng vào, đuôi chuồng vào cho nó thêm sinh động. Sử dụng miếng mút này khóa cái vòi chạy ra to này, đầu chạy ra to này, và sau đó mở nắp thân nhựa và đổ nước vào như thế này. Ok, sau đó tôi sẽ khóa nắp lại cho thật chắc. Và sau đó tôi sẽ mở vòi. Vâng, hệ thống đang hoạt động để cũng đang được hút vào và chạy ra tạm trong trọng quay. Nhìn cũng rất là thú vị. Những chú cá cũng đang bơi lội tung tăng trong hồ. Và nghe tiếng nước chảy róc rách cũng rất là êm tai. Vâng, những chú cá thủy sinh nhiều màu cũng rất là đẹp. Vâng, nước cũng hệ thống cũng đang hoạt động. Mặt trên và phía sau lưng cũng đang được hút vào và chạy ra làm trong trọng quay. Những chú cá cũng đang bơi lội tung tăng trong hồ, nghe tiếng nước chảy róc rách cũng rất là êm tai. Vâng, những chú cá cắn buồm. Chạy trong trọng quay nhìn rất là thú vị. Đây, những chú cá thủy sinh cắn buồm. Vâng, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn, hệ thống cho các bạn cùng xem. Vâng, những chú cá cũng đang bơi lội tung tăng, nó cũng đang được chạy ra và hút vào nên là rất là thú vị. Và phía trong này nước chạy được là nhờ có một cái bơm đen được đang được dấu sau kia đỏ đen kia hồi nãy mình gắn vào. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp này. Vâng, nước đang chạy và phía sau này nước có một cái vòi cũng đang thổi vào chạy ra và điện được cắm sau này. Sử dụng bơm chìm 5V. Vâng. Video mình ở đây cũng đã dài lắm rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay đăng ký, rung chuông ủng hộ kênh YouTube mình ngày thêm phát triển nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.